là na cha mẹ ta đã dạy ta. Sống đựng nên mất dậy nha con. Sống đựng nên mất dậy nha con. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Na Na Liêu. Thì hôm nay nhà lại có khách mọi người ạ. Nhưng mà không ai xa lạ, chỉ là chị ruột của Na. Thì chị ruột của Na thì chắc mọi người cũng biết. Tại vì có một video Na đăng hai chị em bận đồ đôi ở Đà Lạt á. Thì hôm nay chị lên chơi thì Na cũng mua cái món đó chính là ốc hương. Đây, ốc hương hấp xả nha. Chị của Na thì đang nấu ăn mọi người ơi. Chị Na thì lại làm cái món mề gà trộn gỏi cho Na ăn, tại vì Na rất là thích món đó. Chị Na cũng thích nữa. Còn bây giờ thì Na sẽ đem cái này đi hấp và làm nước chấm, sau đó là mời mọi người cùng hướng chung nha. Còn bây giờ thì Na sẽ mời Mini Sam. Hi, xin chào mọi người. Mình là Mini Sam. Mình là Corona. Úi lộn. Mình là Na Na Liêu. Thì đây là chị ruột của Na, Mini Sam. Thì bây giờ hai chị em mình sẽ đi chỗ tài nấu ăn và sau đó mời mọi người cùng thưởng thức chung với Na và chị Na nha. Let's go. Tên tên tên. Mời mọi người ăn với cùng chị em mình nha. Làm gì lâu vậy? Em đi uống thuốc giảm cân. Rồi, tới đoạn quảng cáo rồi đó. Không uống thiệt, tại vì Na có sử dụng giảm cân. Em có sử dụng giảm cân thiệt mà. Quảng cáo là chia sẻ với các bạn nào cần mua thôi. Thì viên uống giảm cân từ cho cái liệu trình cơ thể của mình á, để giảm cân á, thì nửa liệu trình giảm từ 3-4 kg, một liệu trình giảm từ 7-8 kg nha mọi người ơi. Dáng đẹp eo thon, viên uống dưỡng tóc. Các bạn có ba mẹ nè, giống như là người già người ta bị rụng tóc nè, rồi tóc nó sẽ bị hói nè, thì các bạn cứ inbox cho cái phần mô tả là Đặng Yến Nhi để mua sản phẩm, một ngày uống 2 viên nha, tóc nó sẽ mềm. Và viên uống trắng da từ sâu bên trong nha mọi người ơi. Trắng từ body cho tới mặt luôn. Cơ địa các bạn mà có bị nám thâm hay là nhiều tàn nhang thì nó cũng bớt và sạm, bớt và sạm thêm. Nó sẽ cải thiện làn da của mình hơn. Thì các bạn mua hàng cứ inbox Facebook Đặng Yến Nhi nha. Bây giờ thì mời mọi người ăn thôi. Đây nè, chị Na thì đang thèm móc, Na thì đang thèm cái gỏi này. Đây là chén nước chấm nè. Bây giờ Na sẽ... Cái này là mề gà nè mọi người. Chấm một miếng nước chấm nữa. Bây giờ mình sẽ chấm hai. Vừa rồi là chấm nước muối rồi. Chấm ớt. Muối ớt rồi. Bây giờ mình sẽ chấm mắm gừng. Không hiểu sao mình có thể nói được nước muối luôn. Cái này nước muối gì, còn cái này... Suy nghĩ lâu quá. Anh Nguyễn Phim gọi edit nha, lúc này anh edit rồi. Nhạt nhẽo. Sao này nó cứng vậy ta? Cái này ngon quá. Theo chị Hai thì thấy chấm mắm gừng ngon. Ừ, ốc thì thường ăn với mắm gừng nó ngon hơn. Ừ, tí rau răm cho cả nhà. Cái này ngon quá thôi. Lâu quá rồi không ăn lại. Nhưng mà thèm cháo hương rồi. Nhà Na thì có ba anh em. Nên là chị đầu của Na là chị ruột, là chị sinh năm 94. Mà chị bỏ cuộc chơi theo tiếng gọi của con tim rồi. Na còn một người anh giữa nữa. Na sẽ lấy cái này Na chọt ốc nha. Ốc to lắm nên là chơi bằng đũa luôn mới xịn sò. Còn một người anh giữa nữa là sinh năm 96.
cũng ham chơi quá, bị gái dụ đúng không ta? Bị gái dụ cái cũng cưới rồi, giờ cũng hai đứa con rồi. Nhưng mà chị Na là một đứa, còn Na là chưa có mối tình dắt dai mọi người ạ. À. Lại quảng cáo mình ế rồi. Giờ hôm nay là cái chủ đề ngày hôm nay sẽ là tại sao cái tên hiệu của Na là Văn Công Hiệp, chị Na là Văn Công Hân, mà anh ruột của Na là Văn Công Hạnh, ba Na cũng là Văn Công luôn. Hai biết không, hay kể cho mọi người nghe đi hai. Theo như vậy hai được biết á, Na là Na không có lành bằng chị nữa. Cái thịt rất ngọt lắm, thơm. Mẹ nói á, là ông ngoại ngày xưa á, ông ngoại đi làm giấy khai sinh cho cả ba chị em luôn. Xong rồi á, ba tên là Văn Công Hiếu. Nhưng mà nói luôn tên ba Na luôn. Ừ, nói luôn có sao đâu. Mình hãnh diện người ba mình, người tên thiệt của ba mình vậy thôi chứ gì đâu. Văn nói là mẹ nói là ba ông ngoại đi làm giấy khai sinh, xong rồi cái ba tên là Văn Công vậy đúng không? Thì thường con gái á, con gái á thì thái lóc chữ thị, ngày xưa thái lóc chữ thị đúng không? Xong rồi á, ông ngoại chắc là ông ngoại ngày xưa ông ngoại già quá, ông ngoại bị lạc hậu hay cái gì á, mà không lóc chữ thị vô. Xong rồi tuốt là ba là Văn Công Hiếu, con là Văn Công, Văn Công gái trai gì cũng Văn Công hết. Đến khi mà lớn rồi, mỗi lần mà đi đâu ai đọc cái tên lên nó cũng phát ngại hết trơn. Mấy khi mẹ chồng, hai là Hân còn đỏ. Nhưng mà cái tên thì đẹp, nhưng mà không, đừng nói cả họ, biết không, nếu mà nói cả họ thì ai cũng mắc cười. À, chị hai á, mẹ chồng đi, mẹ chồng chị hai mua cho chị hai cái bảo hiểm. Mẹ chồng chị hai là bà nào? Bà nào là mẹ chồng chị hai? Đi mua bảo hiểm, đến kể. Ok ok. Đi mua bảo hiểm. Cái biết người bán bảo hiểm nói sao không? Không, hỏi chị hai là người dân tộc hả? Sao tên kỳ vậy? Tưởng dân chơi vậy dân tộc. Còn ở đó đi học võ thì ông thầy học võ nói là sao tên gì giống người Hàn Quốc quá vậy? Chị hai con đỏ của em ta toàn nói em. Ủa chuyển giới hả? Quách định lợn rồi. Ủa sao tên cha mà mặt con gái? Ủa sao cái ở ngoài không giống trong hình? Cái chứng minh hồi đó mà chụp 5 năm trước thì đâu giống giờ đâu, giờ sửa quá trời sửa rồi mọi người. Mặt sửa quá trời sửa luôn. Chị hai, sửa không có sửa, em có sửa. Chị hai chặt sửa cái đầu. Ừ, chặt cái đầu, gắn cái đầu khác vô thôi chứ không có sửa. Không, mình làm đẹp cho bản thân là mình tôn trọng mọi người. Ví dụ như các bạn biết trên mình nhiều quá, xong rồi cái mà mình xấu quá thì cũng hơi kỳ, thế mình phải đi làm đẹp cho bản thân mình nè. Và vừa mọi người nhìn thì cũng đẹp mắt hơn, cái hơn. Ví dụ như mình quay video đồ ăn, các bạn hỏi là trời ơi, ăn uống mà trang điểm lố quá, trời ơi, lấy về để mặc mộc quay phim. Có ai quay phim để mặc mộc không? Nếu mà ở quay phim mà để mặc mộc vậy thôi, nhà đóng cửa lại cái phòng ăn cơm khỏi quay phim. Cái đó là mình không có tôn trọng khán giả mọi người ơi. Không tôn trọng những người mà thích mình á. Bây giờ mình sẽ ăn gỏi nha mọi người. Ngon. Cháo hương thì nó ngọt, cái giòn. Ồ, bị lớp rồi mình. Cái này mà mọi người ăn thì mọi người cũng biết cái vị rồi. Nên hai chị em ráp là nhiều chuyện lắm cho nên là quên mất là mình nên review đồ ăn như thế nào. Cái gỏi này thì có hành nè, rau răm. Rau răm nè, mè nè. Mè gà. Mè gà cọt gà. Mè gà cọt gà. Cọt đúng không? Cọt gì? Cọt. Mè tim. Mè tim gan. Mè tim gan. Heo mới là cọt. Xin lỗi em tụt quần xuống, đổi quần lên. Lúc mà nay chị hai nay chưa sửa gì nữa, chị hai sửa nào? Lúc mà nay chị hai đẹp tự nhiên. Lúc mà em chị hai đẹp tự nhiên nhắn lại lần nữa chị hai đẹp tự nhiên. Nói nè. Lúc mà nãy chị hai đẹp tự nhiên á, úp mặt xuống gối nó dưới ngại ghê. Y chang nhau luôn, một mặt luôn, không có khác gì hết. Really nigga. Y chang luôn, miệng rộng nè. Miệng rộng chắc cái mẹ mình không? Mẹ mình miệng rộng. Ba miệng rộng đâu bằng mẹ đâu. Ba mẹ đều rộng. Mẹ thì hô. Thật dòng họ nhà cũng rộng hết á. Thiệt luôn. Đâu nhà mình bên nhà dì Bảy đâu có rộng đâu. Thì giá bộ nói vậy đi. Nhưng mà lỡ dòng họ mình coi, dòng họ mình nói mình sai thì sự thật, hiểu không? Có mỗi nhà mình rộng à. Nói chung là đẻ ra mấy đứa cháu miệng đứa nào cũng y chang mấy bà cô với mấy bà dì cũng rộng y chang luôn. Nữa, mới nói là không được nói cả gia đình rồi đó. Nói cái dòng họ rồi đó. Cô gì là cái dòng họ rồi đó. Em lại sai đứa rồi, em đội quần đây. Lúc trước nó ăn ngon lắm mọi người. Về làm dâu bắt xong mà nó ăn mặn chết. Ê, bắt không có ăn mặn nha. Ủa, em ấy, em mà lúc em ra Hà Nội chơi nhà bạn Huỳnh đó cũng nấu ăn cũng mặn. Bạn Huỳnh đó, nói chung là bạn Huỳnh đó.
nha, mẹ chồng giờ không ăn mặn. À, các bạn hỏi bạn Huỳnh thì bạn Huỳnh về Hà Nội rồi nha mọi người. Bạn Huỳnh theo tiếng gọi của con tim về đó bỏ na rồi. Bạn bè kỳ cục quá. Dạ. Nãy sao mình không làm đi nước uống, cắt nước không? Mình theo hương hoa mang mùi răng rồi. Đâu ra vậy? Trời, nay mà gì chung người không có đó, chỉ có tiền là không có thôi. Đang đá xéo rồi. Nay quay ăn có ốc thôi chứ nãy giờ toàn ăn gỏi không à. Ăn gỏi là muốn ngán. Ốc là muốn bỏ bơ. Ừ, cái này mà răng muối hoặc là bơ tỏi ăn là cực kỳ ngon quá. Cái con ốc hương này á, mình làm rang muối nhậu cũng ngon. Nhưng mà hấp á thì Na thấy con ốc tỏi á ăn ngon hơn. Không, ốc hương ăn hấp không phí quá, nó không có tẩy, nó không có cái độ thơm á, nó chỉ có cái độ giòn và dai. Để chơi hai cây mình gấp hấp làm tỏi bơ tỏi đi. Nhưng mà thường thì quay vlog mọi người không thích mấy cái dầu mỡ đâu, mọi người chỉ thích hấp chứ nướng thôi. Cho thêm một tí nhiều nhiều gừng nữa nè. Gừng với xả không? Đây, nhiều gừng, nhiều ớt. Ngon. Tinh hoa đất trời. Gì mà tinh đâu trong này vậy? Nói gì vậy? Thì hay nói tinh hoa đất trời thì tinh của hoa đó. Tinh của hoa thôi. Người ta nói gì đâu. Nói chuyện với mấy cháu rồi. Nói gì người ta tụi em chơi đồ thiệt á. Na với chị hai, một người á thì cực kỳ bánh bèo. Nói chung là chị hai là thuộc dạng tiếp bánh bèo, còn Na là dạng như phong cách. Kiểu Na là cái tính hơi thẳng, mà chị hai Na thì hơi thẳng tính. Không, cái này thiệt, thẳng tính thiệt. Hai chị em mình hay kêu ghét thì nói ghét, thích thì nói thích, đơn giản là vậy thôi. Giống như là dở nói dở ok, ngon thì nói ngon. Mà đôi khi cũng có giả tạo một chút nha mọi người. Giọng của Na mọi người thấy không? Na rất là dạng như manly á. Còn chị hai Na thì bánh bèo á. Không hợp luôn, hai chị em đi ra đường một cái là người bận đầm, người bận quấy. Ôi lốt. Người bận đầm, người bận quần. Trời, tôi nói gì vậy trời. Kiểu Na dụ bằng áo thun mới bận chứ không nãy rồi bằng áo đầm, bằng áo dây quay rồi. Dáng chị hai Na còn nhỏ hơn Na nữa. Hai chị em có 1m hai lùng hơn em 3 phân đúng không? Sao biết 3 phân? Chị hai lùng em khúc. Em đang ngồi thơm lưng thôi nè. À, nói vậy. Hey, hey. Nè đứng lên nè cho mọi người xem. Đứng lên cho mọi người xem hai đứa cùng nha. Mà hai đứng lên cho mọi người. Đứng lên hai mọi người coi cái độ cao nè. Bỏ đeo cái cục tóc của chị hai, cái cục tóc của chị hai cao hơn em khúc nè. Dạ bộ không thấy đi. Đó, thấy chưa mọi người. Nhưng mà queo đi. Queo nha. Queo. Hai đứa mà. Nhưng mà hai ốm em rồi. Khoe với em không? Ôi, thôi thua. Xanh là eo con kiến rồi. Xanh là xanh đập đá. Nhưng đập đá riêng ốm. Xanh đập đá riêng ốm. Thôi nói riêng thôi, người ta nói mình ăn chơi không làm. Mình gái ngoan mà. Ăn tiếp cho mọi người. Ngoan quá bởi vì có chồng mà con rồi đó. Chút tức mà tôi hắt tóc á. Coi như có người ế hả? À. Thì dụ thôi. Dụ gì mình không mình ờ đúng rồi, dụ thiệt. Bị gãi gẫm. Mới quen được mấy tháng có bầu cưới mọi người ơi. Trời ơi, bớt lại. Đây là chương trình vạch mặt chị hai. Như Na trải qua nhiều mối tình và cuối cùng cái MV đầu tiên mà Na ra mắt với mọi người là bài hát được Tàn Duyên. Bởi vì tôi nói cái cuộc đời tôi quay ra duyên nó cũng tàn. À, câu chuyện tên của mình nghe hấp dẫn mà sao mình kể nghe nó nhạt quá nhỉ? Không, vui mà. Vui không? Kiểu nó không có gì thú vị hết, chỉ là cái tên, tại sao cái tên mình đàn ông quá thôi. Bởi vì cái tính của Na nó cũng không có nữ tính được. Hồi xưa á, nói hồi xưa lâu quá. Ừ, ngày xưa em tính bắt lỗi hai là hồi xưa là cỡ mấy chục năm về trước không? Lúc mà 2 năm trước á.
Má, 2 năm trước hồi xưa. 2 năm trước mà xong chưa có lấy chồng vẫn còn làm cho anh chị chủ á. Đối với anh chị chủ như cái tên Quan Công Hưng nghe nó không có lạ như những người khác mà anh chị còn ghẹo là đã tên Hân rồi, Hân là công chúa rồi còn Công nữa ha. Ý là anh khen là một cái tên Quan Công Hưng là một tên rất là công chúa bánh bèo phải không? Còn những Hân người, là cái nghĩ là gì? Hân là trong lịch sử như là hai ngu rất là ngu lịch sử, nhưng mà theo như tôi được biết nha là trong lịch sử Việt Nam của mình có một công chúa tên là công chúa Ngọc Hân. Mình tên Hân là người ta biết là công chúa rồi, mà bây giờ còn Công Hân nữa, nhớ không? Công chúa nữa, nhấn mạnh cái công nó mới chịu. Hên quá Na công tử. Tại vì anh Hiệp là công tử. Công tử mà cùng quân tử nữa. Hiệp mà. Ừ, Hiệp là hiệp sĩ. Công là công tử á. Sao rồi mi cháu thật ngủ. Má, hai chị em hề hước thiệt chứ. Rất ớt rồi. Đang quay đồ ăn mà tối ăn cái gì cũng phải có ớt. Nó ngon. Trời, ăn cay lắm mọi người, ăn cay hơn Na đó. Miếng gừng. Chồng ơi, chồng làm gì không biết sao chứ. Không như chồng. Tôi đang ế mà chồng con gì đây. Được, năm chết hết giờ. Hồi xưa á, lúc nào cũng... Hồi xưa là gỡ mấy chục năm về trước không? 2 năm trước chưa đi chồng. 2 năm trước lúc chưa đi chồng mà trở ngược về lại. Lúc bắt đầu mà trưởng thành hiểu biết rồi đó. Mà luôn lúc nào cũng đặt mục tiêu trong cái đầu mình là không bao giờ được quên cái mục tiêu là chủ nghĩa độc lập. À, là không được lấy chồng. Không phải làm được lấy chồng, là trước khi lấy chồng là phải tận hưởng được cuộc sống. Xây nhà ba mẹ nữa. Xây nhà ba mẹ thì lúc đó sửa nhà ba mẹ rồi tạm thời ổn định rồi. Nói chung là em út ổn định, ba mẹ ổn định. Em cắt ngang chút. Là trước khi mà Na có là ngày hôm nay á, là hai chị em còn đi làm thuê á, là hai chị em có một cùng cái suy nghĩ là cố gắng kiếm tiền để nhà xây nhà cho ba mẹ. Cái việc mà xây nhà cho ba mẹ là chị của Na nói là ước gì chị Na sẽ thực hiện được là xây nhà cho ba mẹ, có một cái tổ ấm trước khi lấy chồng. Thì đùng một cái thì Na may mắn hơn chị Na, Na được mọi người biết đến và làm có tiền thì Na thực hiện đó. Thì chị Na cũng như, coi như có chồng rồi thì ôi sao không chị khúc chị hai thật là tiêu sửa nhà cho ba mẹ không thì, nhắc thì vậy? Chỉ sửa nhà này rồi lo cho gia đình. Lúc đó Na còn lên đơn lắm, xong rồi cái đi coi bói, mẹ đi coi bói mọi người. Nó mẹ sao bố mẹ đi đâu, chị hai làm gì ra tiền đúng không? Cái gì cũng chị hai, cái gì cũng chị hai vậy? Không, được, ok, để em kể từ từ, dành đâm chết vợ. Chị gì kỳ cục quá, đang kể chuyện mất hứng ghê. Xong rồi, cái gì quên rồi. À, mẹ Na đi coi bói, lúc đó là chị Na là trụ cột trong gia đình. Mẹ Na mới đi coi bói, xong rồi thầy bói nói là sau này chị nhờ con gái út lắm. Cái gì, lúc đầu là nói chị hai trước. Mẹ nói là lúc chị hai còn làm ra tiền, lúc mà chị hai còn cái gì cũng chị hai đó, nói chung là bảo bà dằn đâm hết mọi người bớt quơ lại. Mẹ nói là lúc mà chị hai còn cái gì cũng chị hai đó, nói chung là việc nhà việc cửa là trăm ban nghị sự là cái gì cũng chị hai đó. Thì bà đi coi thầy, bà thầy mới nói là sau này chị nhờ cái út chứ không có nhờ đứa cái đầu. Út là Na, đầu là chị hai. Thế mẹ về mẹ khoe vậy đó, mẹ kêu không biết nay sau này sao chứ hiện tại là thấy cái gì cũng Hân đó, mà đi coi thầy, bà thầy mới nói vậy đó. Xong Na mới nói bà thầy bó bị nhầm rồi đó, chứ mình đang làm nhân viên mà mình cứ trời ơi mẹ lương tháng có 3 triệu bạc à, không đủ tiền mình ăn nữa, không đủ tiền mình đi ăn bún mắm trên nét nữa. Nghĩ sao ok sau này nhờ con gái út, rồi mình nghĩ nó không đúng, mình nghĩ là bà nói gì cho mẹ mình vui á, bà nói không biết sau này mình làm gì chỉ mình làm gái trời. Ủa ai mới nói gì vậy, giống đồ dự cho nói. Nhặt ly sĩ lên sai quá. Thì dĩ nhiên tại vì cái kiểu của suy nghĩ của con nít mình là làm nhiều tiền là chỉ có làm cái nghề đó mới nhiều tiền thôi. Nên xin lỗi, nó không đụng chạm nha, kiểu là nó vui á, nó hứng đâu thì nó nói nó không đụng chạm nghề qua nha. Xong cái cũng thời gian trôi qua đến thời điểm bây giờ thì nó biết thì ra là bà nói đúng, nhưng mà kiểu là bà không có biết cái thời của lúc mà coi bói là chưa có internet, cho nên là bà cũng không biết được sau này nó làm cái gì để nó có tiền, nhưng mà chỉ nói là sau này nó có tiền thôi. Không, chị hai còn nhớ có một cái niệm này vui lắm, chị hai kể cho. Cái lúc mà
cái lúc mà na đó mọi người. Hai chị em na nhiều chuyện để kể lắm, trong quá trình nói chung là hai chị em cực lúc khổ mà, đi lên á. Lúc mà mình đưa na vô làm á, hai chị em làm chung. Sam á thì làm pha chế, em thì là phục vụ. Mà vô đây nhớ nhà. Đồng thì muốn rớt nước mắt. Bạn Na nhớ nhà, bạn Na viết nhật ký vô trong những cái tờ giấy xong bạn Na gấp lại. Và bạn Na rất là bề bộn mọi người. Bạn Na quăng tùm lum hết. Cái thì nhớ em, cái muốn xuống dọn phòng cho em. Cái vô phòng em cái thấy nhận được cái tờ giấy viết rất là dài về những ngày con xa ba. Nói chung là viết về ba rất nhiều, lúc đó không thấy viết về mẹ mà viết về ba nhiều lắm. Xong rồi đọc mà nhớ không làm mà vừa đi ngoài đường vừa cầm tờ giấy vừa đi vừa khóc. Lúc đó ba ôm em, ba nói là thôi ở nhà với ba đi, có cơm ăn cơm, có muối ăn muối, đừng đi vô Sài Gòn làm gì. Với ba thương lắm, đi làm hả, đi làm mướn. Ba là cái người đạp xe đạp xuống thăm, đứng ngoài mưa ngoài gió để nhìn vào thôi. Ba chỉ nhìn thôi chứ ba không có thân thiết được như mẹ. Tại vì mẹ là cái người đẻ mình ra cho nên là bao nhiêu cái thương thì mẹ dễ nói hơn ba, còn ba chỉ âm thầm theo sau bảo vệ thôi. Con nhớ cha nhiều lắm người ơi. Nhưng mà nhậu thì hư lắm mọi người, ba hư ba chết nha. Cái này là ba đã coi được, nào phải nói là ba hư lắm nha ba. Con nhớ lúc đó là ba biết là dài về ba. Nhưng mà lúc đó là mình không có, mình chỉ biết là mình sẽ bảo bọc em mình thôi. Lúc đó mình chưa có khả năng để lo cho em mình nhiều, là dìu dắt em mình trong công việc thôi. Xong có một kỷ niệm này rất là vui hơn nữa, đó là bạn Na làm chỉ đủ đủ bạn Na ăn cá viên chiên quá. Cá viên chiên quá. Có tâm hồn ăn uống từ nhỏ rồi. Cá viên chiên. Và im dài kể cho. Ốc cành na rang muối. Cành na rang muối xào tỏi. Muối xào tỏi. Bún mắm. Đó. Hủ tiếu. Xong rồi cái mắc cười lắm. Cái mà lương 3 triệu một tháng à? 3 triệu một tháng nhưng mà lãnh về mắc cười lắm kìa. À vậy tiền bill trừ uống nước ngọt. Cái đó xong còn nhớ là đi vô phòng bạn dọn dẹp cho bạn, mới thấy bạn có một con heo. Một heo đất nhỏ đó bạn, màu đỏ. Xong rồi cái bạn mới điều mà làm cho mình lúc đó cầm con heo lên muốn rơi nước mắt á là ở bên hông con heo á, bạn có ghi là cố gắng vì gia đình. Các bạn biết sao là phải ghi như vậy không? Tại vì mỗi lần mà cứ thèm ăn uống lên á, ngải heo nhập á, bạn không có kiềm chế được cái cảm xúc của bạn á, bạn sẽ bị đục cái lỗ ngồi đi xô đít con heo á, bạn mất tiền để bạn ăn. Bạn ăn mà nhưng mà bạn sợ là bạn hết tiền đi, bạn không để dành tiền gia đình được. Nhưng bạn ghi bên cạnh là cố gắng vì gia đình, nhưng mà sau đít vẫn đục lỗ heo như thường. Bạn muốn móc là móc thôi bạn ơi. Không tiền mọi người. Lúc mà mua con heo về ghi là cố gắng vì gia đình, là tại vì mình làm có nhiều mình nhét vô thì mình cố gắng vì gia đình. Tại vì mình nhìn ba mẹ mình khổ nhiều quá thì mình phải cố gắng vì việc lấy cái đó để làm động lực để mình bươn chải ở cái đất Sài Gòn. Xong rồi nhét vô xong cái mình cảm thấy ui mới mình thèm món đó quá, giờ mình hết tiền giờ sao mọi người. Mình đục cái lỗ liền xong rồi múc từ từ ra ăn liền. Tháng nào tháng nấy đến mức mà đi làm mấy năm trời, Tết nào cũng nó cũng tiền về hết chứ. Ăn thôi không làm gì hết, Na không hề quậy phá gì hết nha. Thường con gái người ta mỗi người có một sở thích, mà Na không biết sao là Na có sở thích ăn. Ăn phí tiền lắm, vậy như một ngày thì đi làm phục vụ mấy trăm mấy ha, thì uống mẹ đó hết là 50 mấy ngàn tiền nước ngọt rồi. Nhưng mà lúc đó lúc với chị hai rồi nha, chị hai ăn, chị hai còn biết tiết kiệm. Tại sao chị hai ở nhà anh Tiến chị hỏi là ăn uống là lo hết trơn rồi, với lại cũng được cân hơn nữa. Nói chung là không có bị thiếu thốn. Còn bạn này ở dưới nhà, bạn ở lầu dưới, bạn ở độc lập một mình bạn thôi, là bạn thèm gì là bạn ăn lấy. Không hay bị la lắm, bị quýnh nữa. Hai quýnh em chứ ai, má ta lớn rồi mà cứ đánh tôi hoài, cầm chổi quýnh thì chứ bóp hổng chết thôi à. Bạn Na này có một thời mà hầu như là ai cái tuổi dậy thì cũng sẽ trải qua khoảng thời gian đó. Là bạn nói chuyện bạn rất là nông nổi, mà mình thì lúc đó mình cũng đã trưởng thành khá trầm rồi. Không, giờ em không bị cọc tính vậy mà, nhưng mà em tém này thôi, giờ em ý thức ra em hiểu hơn nhiều hơn. Bạn nói chuyện bạn hay bị đập đổ đá, cọc tính lắm là bị đánh. Mọi người thấy nó vui không? Na cãi lời chị hai na gì, nó lấy cái điện thoại nó quăng nó bẹp, mà ngu lắm nha. Đó không có tiền thiệt á, mà tức lên là có cái gì là đập cái đó à. Đến bây giờ vẫn vậy. iPhone 11 Pro, iPhone ấy của em 4 cái liên tục nó đập nát, để làm gì không biết. Để hết cơn giận đây, tại vì mình nó, nhưng mà mình điên là mình không biết làm gì giờ. Áp lực quá làm sao, lấy điện thoại ra chọi bể nát màn hình, đi sửa mình mấy triệu chơi vậy đó. Giờ mình cảm thấy mình nông nổi quá.
Mai mốt mà em có vậy mọi người tém cái nết em lại giùm nha. Không, bây giờ là chậm hơn khá nhiều. Ngày xưa đi làm chung là ai cũng mắng vốn hết. Chị hai còn nhớ anh Hải cũng nói một câu là mày cãi lộn gì với ổng á. Ổng vô em tạt ly cà phê mặt ổng. Ổng nói chị hai, ổng nói chị hai là nếu như mà hồi nãy mà không phải là em Hân á là xong với ổng rồi đó. Ổng tát em bụp tay còn gì nữa. Mày nói ổng gì ổng vậy? Ổng vô duyên, tự nhiên gẹo em, chuyện tới gì không kể được. Gẹo em điên lên, em không thích cái gì, em quê, em bị quê á. Nói chung là các bạn này hồi đó lúc mà mới đang vậy thì không bạn ý thức được là cái nào giỡn, cái nào là gẹo hết. Chứ thấy bạn, người ta gẹo là mình cảm thấy khó chịu ghê. Mà cực kỳ ghét con trai nha. Hồi đó ghét trai, ghét. Bởi vì thời gian quen gái là vậy đó. Really nigga. Nói gì vậy? Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 10. Em đang thử mi. Alo. Em đang thử mi mọi người, nãy giờ không nói gì hết á. Thì đó. Nói ốc bô, ốc thường ngon lắm mọi người. Là mình hết vô, hết tim vô hay là mình để dành cho tập 2 mình chơi tiếp nè? Nhiều lắm. Nói chung là Na với chị Na là có rất rất là nhiều chuyện buồn cũng có, chuyện vui cũng có, xã hội cũng có, bi đát gì, lâm ly bi đát. Nói chung là nó nhiều khung bậc cảm xúc lắm. Mà nếu như các bạn nếu như các bạn mà muốn Na với chị Na kể nhiều hơn á thì video sau mà có ăn món gì thì Na sẽ mời chị Na lên quay chung với mọi người nữa. Thì tập hôm nay là chị có kể về nhiêu đó thôi. Nếu mà các bạn muốn kể về xương từ thôi. Lúc nhỏ của Na và chị Na và anh ruột của Na thì nó còn rớt nó mắt nhiều hơn nữa. Thì nếu mọi người muốn biết câu chuyện này thì mọi người cứ bình luận comment ở dưới là thì tập sau thì Na sẽ mời thêm chị Na để quay cùng với mọi người nha. Thì nói chung là hôm nay thì Na với chị Na cảm thấy rất là vui khi quay video và kể về những cái kỷ niệm và cái niềm vui của Na và chị Na. Thì đến đây thì sẽ kết thúc nha mọi người. Mọi người nhớ cho Na một like, một subscribe, bình luận phía dưới cho Na thấy nha. I love you, bye bye. Bye bye mọi người. Love you. Quay sang bỏ xuống lại ngoài.